Cập nhật lãi suất ngân hàng 22 tháng 11 với các mức lãi suất tiền gửi cao nhất trong nhóm Big Four và nhiều lãi suất đặc biệt hấp dẫn từ các ngân hàng khác. Cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video này nhé! Lãi suất ngân hàng luôn là một trong những yếu tố quan trọng mà người gửi tiền quan tâm khi lựa chọn ngân hàng. Thị trường lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục có sự điều chỉnh trong tháng 11 này với mức lãi suất cao nhất trong nhóm Big Four và nhiều mức lãi suất hấp dẫn từ các ngân hàng khác. Trong nhóm ngân hàng lớn nhất Việt Nam được gọi là Big Four gồm BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank. Mức lãi suất cao nhất hiện nay thuộc về Vietinbank. Cụ thể, lãi suất cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24 đến 36 tháng tại Vietinbank đang ở mức 5% một năm, cao nhất trong nhóm này. Các ngân hàng còn lại trong nhóm Big Four có mức lãi suất thấp hơn một chút. BIDV và Agribank đều niêm yết mức lãi suất 4,9% trên năm cho kỳ hạn 24 đến 36 tháng. Trong khi đó, Vietcombank có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm này chỉ 4,7% trên năm cho cùng kỳ hạn. Điều này cho thấy, mặc dù nhóm Big Four luôn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, nhưng mức lãi suất của mỗi ngân hàng vẫn có sự khác biệt và nhà đầu tư cần lựa chọn phù hợp với chiến lược tài chính của mình. Tại kỳ hạn ngắn, lãi suất tại Agribank lại vượt trội hơn so với các ngân hàng còn lại. Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 tháng tại Agribank hiện là 2,9% một năm, cao hơn hẳn so với mức 2,3% một năm tại Vietinbank và BIDV và 1,9% một năm tại Vietcombank. Trong khi đó, tại các ngân hàng khác, lãi suất ngắn hạn 3 tháng cũng có sự dao động nhưng không có sự chênh lệch quá lớn, phản ánh sự cạnh tranh mạnh mẽ trong việc thu hút khách hàng gửi tiết kiệm. Bên cạnh các mức lãi suất ngân hàng trong nhóm Big Four, một số ngân hàng nhỏ hơn đang đưa ra các mức lãi suất tiết kiệm đặc biệt cao để thu hút khách hàng gửi tiền. Mức lãi suất cao nhất hiện nay thuộc về PVcombank với lãi suất lên tới 9,5% một năm cho kỳ hạn 12 đến 13 tháng khi khách hàng gửi tiền tại quầy. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng với điều kiện khách hàng phải gửi số tiền tối thiểu lên đến 2.000 tỷ đồng. Điều này có thể khó đạt được với phần lớn khách hàng. Ngoài PVcombank, HDBank cũng đưa ra mức lãi suất khá cao với 8,1% một năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên, điều kiện để được hưởng mức lãi suất này là khách hàng cần duy trì số dư tối thiểu là 500 tỷ đồng. Ngoài ra, MSB, Đông Á Bank và Bắc Á Bank cũng áp dụng mức lãi suất hấp dẫn cho các kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng. MSB đưa ra mức lãi suất lên đến 8% một năm cho kỳ hạn 13 tháng. Đông Á Bank có lãi suất 7,5% cho kỳ hạn 13 tháng trở lên và Bắc Á Bank áp dụng lãi suất 6,35% cho kỳ hạn 24 tháng. Các ngân hàng như Techbuy, VB Bank, Ocean Bank, AB Bank, IVB và GP Bank cũng niêm yết lãi suất cao, dao động từ 6% đến 6,3% cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. Mức lãi suất này khá hấp dẫn, đặc biệt với những khách hàng không muốn gửi tiền vào các ngân hàng lớn nhưng vẫn muốn nhận lãi suất cao. Khi lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng, ngoài mức lãi suất, khách hàng cần lưu ý các yếu tố khác như điều kiện về số tiền gửi tối thiểu, kỳ hạn gửi tiền, hình thức gửi tiền tại quầy hay trực tuyến và các điều khoản rút tiền trước hạn. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thực nhận của khách hàng. Đặc biệt, với các mức lãi suất đặc biệt cao, khách hàng cần phải đáp ứng các yêu cầu về số dư tiền gửi tối thiểu. Điều này có thể gây khó khăn đối với những người có số tiền gửi ít. Do đó, nhà đầu tư cần tính toán kỹ lưỡng và cân nhắc trước khi quyết định gửi tiền vào các ngân hàng. Nhìn chung, thị trường lãi suất ngân hàng hiện tại có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng lớn và các ngân hàng nhỏ, mặc dù các ngân hàng lớn như Vietinbank và BIDV có mức lãi suất khá ổn định. Các ngân hàng nhỏ lại đưa ra các mức lãi suất cao hơn nhưng đi kèm với điều kiện đặc biệt. Việc lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm cần dựa trên các yếu tố như mức lãi suất, kỳ hạn gửi và điều kiện cụ thể. Nhà đầu tư cũng nên cân nhắc tính linh hoạt của việc rút tiền trước hạn và lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm phù hợp với nhu cầu tài chính của mình. Tổng kết lại, với các mức lãi suất dao động từ 4,7% đến 9,5%, người gửi tiền có thể tìm thấy những cơ hội sinh lời hấp dẫn trong tháng 11 này nếu biết lựa chọn ngân hàng và kỳ hạn gửi hợp lý. Bạn đánh giá mức lãi suất trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về lãi suất ngân hàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm giúp nâng tầm căn bếp của mình? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay top 5 sản phẩm hữu ích dành cho căn bếp. 1. Nồi chiên không dầu điện tử 5,5 lít Bluestone AFB 5880 giúp bạn chế biến những món ăn giòn tan mà vẫn giữ nguyên dinh dưỡng. 2. Máy làm sữa hạt Gilas 15 chức năng với thiết kế nắp inox giảm tiếng ồn giúp bạn thỏa sức sáng tạo với các món ăn dinh dưỡng.
3. Máy đánh trứng Bluestone HMB6333S giúp bạn dễ dàng đánh bông, trộn đều nguyên liệu. 4. Bình thủy điện Car với dung tích 5,8 lít, bình giữ nhiệt lâu và đun sôi nhanh chóng. 5. Máy hút bụi công nghiệp gia đình Tuhu GR923 là lựa chọn hàng đầu cho căn bếp luôn sạch sẽ và gọn gàng. Nếu bạn thấy hứng thú, đừng quên click vào góc trái màn hình hoặc phần mô tả của video để xem thêm chi tiết sản phẩm nhé.